Trước ngày 17 tháng 5, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn video dài hơn 4 phút ghi lại hình ảnh xe ô tô tải có hành vi không nhường đường cho xe ô tô cứu thương của Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương chở người đi cấp cứu, đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 2 hướng Phú Thọ - Tuyên Quang. Trước bức xúc của dư luận đối với hành vi của lái xe ô tô, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa xác minh và xử lý nghiêm tài xế này. Qua xác minh, chiếc xe ô tô biển số 22C00658 được đăng ký tên chủ sở hữu, có địa chỉ ở xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và đã bán cho một người ở huyện Phù Ninh, Phú Thọ từ năm 2016. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 21 giờ ngày 17 tháng 5, Phòng Cảnh sát Giao thông đã xác định được người điều khiển xe ô tô biển số 22C00658 trong video clip được đăng tải trên mạng xã hội là Vi Mạnh Hùng, sinh năm 1992, trú tại khu 1, xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Tại cơ quan công an, Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang đã phạt ông Vi Mạnh Hùng 4 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh tài xế xe cứu thương bấm còi xin vượt, nhưng xe ô tô tải vẫn cố tình phớt lờ, di chuyển đánh võng, chắn đầu, không cho chiếc xe cứu thương vượt lên suốt quãng đường gần 10 km.